Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bevita, mình là Kim Anh. Chúng mình đã ai là tín đồ của thương hiệu Some By Mi. Thế hệ đầu tiên của Some By Mi phải kể đến đó là những cái sản phẩm hỗ trợ giảm mụn trong 30 ngày với thành phần AHA và BHA. Trong đó sản phẩm nổi bật nhất mình thấy rõ đó là toner sẽ giúp giảm được cái tình trạng mụn cám, mụn đầu đen trong một cái thời gian sử dụng. Còn hiện nay Some By Mi đã cho ra đời một cái sản phẩm mới, Serum Snail Truecica sẽ giúp hỗ trợ về vấn đề sẹo lõm, phục hồi làn da và dưỡng ẩm. Mức giá lại rất bình dân nhưng hiệu quả tương đương một sản phẩm cao cấp. Cùng Kim Anh tìm hiểu về cái serum này nhé. Some By Mi là một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc, được biết đến với cái sản phẩm có độ lành tính an toàn cao và hiệu quả. Và nhiều bạn đặt câu hỏi là làm sao có thể mua được hàng thật đảm bảo của Some By Mi. Hiện nay thương hiệu này đã có nhà nhập khẩu phân phối tại Việt Nam. Trên bao bì sản phẩm sẽ luôn có tem phụ tiếng Việt ghi rõ về xuất xứ, nhà nhập khẩu, số công bố của Bộ Y tế. Và ở tại Bevita thì bên mình cam kết hàng thật chính hãng 100% và có đầy đủ về giấy tờ. Thành phần độc quyền trong Snail Truesica này thì đầu tiên phải kể đến đó là Black Snail, chiếm 88% là ốc sên đen. Đây là dịch nhờn ốc sên có tác dụng trong việc là dưỡng ẩm, tái tạo, phục hồi nhanh chóng cho làn da. Ngoài ra cái dịch nhờn ốc sên còn là vũ khí chống lão hóa và chống kích ứng cho làn da rất là hiệu quả. Và theo nghiên cứu thì dịch nhờn ốc sên còn có tác dụng trong việc kích thích sự hình thành các elastin, protein, collagen, tế bào sợi, từ đó ngăn ngừa được cái tình trạng chống lão hóa và nếp nhăn trên làn da. Trong dịch nhờn ốc sên này thì nó còn có tác dụng trong việc là ngăn ngừa được những cái tác động xấu từ môi trường. Vì thế những bạn gặp tình trạng về sẹo rỗ, sẹo lõm thì nên sử dụng cái serum này để phục hồi và tái tạo làn da. Vì ngoài hai tác dụng trên thì nó còn có tác dụng trong việc giảm thâm do mụn để lại. Thành phần độc quyền thứ hai trong serum này đó là hợp chất Trusica chiếm 1%. Nó sẽ gồm là ngải cứu, rau má và tràm trà, có tác dụng trong việc làm dịu. Ngoài hai thành phần độc quyền mà Kim Anh vừa kể ở trên, trong cái Snail Truesica này thì nó còn có cái thành phần là niacinamide, chính là vitamin B3, tác dụng trong việc chống lão hóa, dưỡng ẩm và giảm những cái sắc tố trên làn da. Serum này dung tích của nó là 50ml và chúng ta có thể dùng được trên 4 tháng. Mức giá khá là hợp lý, do đó các bạn hãy nên kiên trì để sử dụng, sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của cái sản phẩm này mang lại. Cách sử dụng của cái serum này khá đơn giản, chúng ta có thể sử dụng một ngày 2 lần, sáng và tối. Và cái chất serum này khi thoa lên da thì cảm giác hơi nhớt một chút nhưng lại thấm vào da rất là nhanh. Tổng hợp lại về công dụng chính của cái serum này, đầu tiên đó là cải thiện về vấn đề sẹo lõm, sẹo rỗ, thứ hai là làm mờ vết thâm, thứ ba đó là phục hồi làn da của chúng ta. Và serum này có thể phù hợp cho tất cả mọi làn da. Chúng mình luôn mong muốn mang đến một cái sản phẩm có giá trị và có ích cho các bạn có thể sử dụng tại nhà. Nếu video hữu ích, hãy bình luận ngay bên dưới để bên mình có thể hỗ trợ các bạn nhanh nhất. Và đừng quên đăng ký kênh của Bevita để nhận ngay video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.